Hay Minasa, giờ mình sẽ sửa bài tập trong sách từ vựng ha. Rồi, các bạn mở Bài số 3, trang số 10 các bạn. rồi. Đầu tiên là bài 1. Bài 1 của mình sẽ là Ginkgo. Số 1, câu số 1 Ginkgo. câu số 2. Cái này là sữa các bạn ha, ghiêu nhiều. Ghiêu nhiều. Câu số 3 sẽ là rượu, osake. Câu số 4 sẽ là bưu điện, yubin kyoku. Câu số 5. Câu số 5. Tê-đê-bi. Câu số 6. Shin-bun. Số 7. Ski. Ski là trượt tuyết các bạn. Số 8. Umi. Umi là biển. Số 9, công viên. Koen. Số 10, bento. Bento là cơm hộp. 11, byoin. 12, party. 2. Bài số 2, trang số 10. Câu 1. Câu 1, ở đây thì mình điền là ở trên người ta ghi là Ichiji. Số 1 sẽ là Niji. Số 2 sẽ là Yoji. Số 3, Goji. số 4. Shiji. Số 5, Kuji. Số 6 là Jiu. Rồi, bài số 3 trang số 10. Chúng ta sẽ có 3 câu thôi các bạn ha. Bài số 3 trang số 10. Rồi, ở đây người ta nói là các bạn hãy tìm một trong bốn cái con cái chữ này, cái từ này, chữ nào sẽ khác với những chữ khác. Này, ở đây chúng ta có kudamono, gyu niu, gohan, tamago. Này, vậy thì chúng ta sẽ có gyu niu sẽ là khác nha, tại vì gyu niu là uống chứ không có ăn nha. Những cái khác là ăn. Số 2, hiru natsu asa yoru. Yoru. Rồi chúng ta có natsu dùm sơ sơ nha. Natsu là mùa hè, không phải là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Số 3, ikimasu, kimasu, kaerimasu, tabemasu. Rồi, chúng ta sẽ có tabemasu. Tabemasu là ăn ha, còn mấy cái kia là đi, đi hết, đi đến về. Rồi. Và bài số 4. Trang 11 đó các bạn, bài số 3 trang 11. Bài số 4 trang 11. Rồi chúng ta sẽ có 5 câu. Câu 1. Cái này là gạch cô các bạn ha. Gạch cô là mình học kanji rồi, cho nên mình sẽ ghi bằng kanji dùm sensei nha. Rồi. Số 2. Cái này là nhà uchi. Số 3. Này là combini. Combini là convenience, là cửa hàng tiện lợi các bạn. Số 4. Số 4 là Toshokan. Số 5. Này là kaisha.
Asia là công ty. Rồi, chúng ta xong cái phần tập từ vựng rồi ha. Thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tập ngữ pháp. Bài số 1, trang số 14. Câu 1. Đây là cái tên nhà hàng nha. Himawari. Wow. Jimiji. Thảo nào. Nijuniji Mare. Yes. Chúng ta phải ghi luôn ngày nghỉ mà các bạn ha. Yasumi. Yasumi wa mokuyobi. Sakura viewing. Sakura viewing. Wa. Kujihan. Kara. Jugoji mare. Yasumi. Yasumiwa suiyobi desu. Sora. Midori ryūbin kyoku. Yasumi. Yasumi wa doyoubi to nijiyoubi desu. Rồi, chúng ta số 1 thôi. Rồi, chúng ta qua bài 2 nữa. Bài 2, trang 14. お弁当食べます。お弁当を食べます。じゃない。
見るを飲みます。風船さんを見ます。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. そう、京都へ行きます。そう、北海道へ行きます。 スーパーへ行きます。 그러면 아주 모호한 생이고 新幹線。はい、します。家で行きません。 Bài cuối cùng là bài số 5. Trang 14. Trang 15 sẽ đi ra. そう、京都で、ビールを飲みます。そう、京都で。
Sakura gozaimasu. Năm. Oen de barbecue wo shimasu. Đây là mình nhớ được đọc xong rồi ha. Hai, minasan, otsukaresama deshita. Mata aimashou ne. Bye bye.